Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung Cẩm Tú, con gái lớn của cố danh hài Lệ Thu đột ngột qua đời sau 2 tháng tang lễ mẹ. Cẩm Tú qua đời vì mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Mới đây, cựu siêu mẫu Đức Tiến chia sẻ thông tin Cẩm Tú, con gái lớn của cố danh ca Lệ Thu đã qua đời tại Mỹ. Trước đó 2 tháng thì Cẩm Tú còn khá khỏe mạnh, đứng ra lo chu toàn lễ viếng cho mẹ ruột. Vì vậy, sự ra đi đột ngột của cô đã khiến cho khán giả, người thân không khỏi bàng hoàng. Người nhà của Cẩm Tú cũng đã xác nhận thông tin. Theo đó, con gái của cố danh ca Lệ Thu mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Một người thân của gia đình cho hay, trong lễ tang của mẹ, vợ chồng của Cẩm Tú, hai em gái cùng với gia đình lo rất tươm tất. Gặp lại chị Cẩm Tú trong tang lễ, cô cho biết, cháu sắp gặp được mẹ cháu rồi, giờ phút ấy ngoài trời mưa rất lớn và bên trong nhà thờ nước mắt của nhiều người đã rơi. Hôm nay người con gái chí hiếu ấy đã ra đi và có lẽ đã gặp lại mẹ mình trong vòng tay hạnh phúc. Chuyện người con gái hiếu hạnh đó sẽ được mọi người thương tiếc mãi. Cẩm Tú sinh vào ngày 1 tháng 10 năm 1959 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô qua đời vào ngày 22 tháng 3 năm 2021 tại quận Cam, Cali của Mỹ. Tháng 1 năm 2020, danh ca Lệ Thu đã vĩnh viễn ra đi ở Mỹ do nhiễm Covid-19. Ba cô con gái là người đã đứng ra lo chu toàn lễ viếng cho cố nghệ sĩ. Ngay trong tang lễ của mẹ, con gái lớn của nữ danh ca còn rất khỏe mạnh, cô còn trò chuyện cùng với khách viếng. Lúc còn sống, mẹ là người rất vui vẻ nên ai cũng muốn ở gần hết. Mẹ con tôi đã từng xảy ra nhiều hiểu lầm nhưng mẹ lúc nào cũng chủ động làm hòa trước, bà rất dễ thương. Tôi tiếc nuối vì không thể quan tâm bà nhiều hơn vào những ngày cuối đời. Sự ra đi đột ngột của cô đã không khỏi khiến cho công chúng bàng hoàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.